chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình quay cảnh chuột đất chiếc máy cày M7500 cho các bạn xem. Nước ngập tới cỡ này nè, chạy mà sáng nước luôn á. Mình đứng dò cẳng mình rất là sâu, nước rất là sâu rồi. Mình lội từ ở ngoài bờ ngoài đó vô đó các bạn, rất là xa để có được cái video cho các bạn xem nè. Mời các bạn xem với mình nha. Đây là cận cảnh của chiếc máy cày M7500 đây. Đây là cận cảnh của con máy 7500 nha. Nhìn bánh trước của nó quá là khủng, máy này hai cầu nha các bạn. Nhìn đã mắt luôn, chạy nước sáng trời nổi sóng luôn, nước ngập ra quá sâu rồi. Là nước thấy nhìn thấy khủng khiếp luôn các bạn. Qua bờ mẫu hay gì không biết. Quá giữ nước rồi, nước này là nước lên đó nha các bạn. Ở An Giang mình là nước đã, bữa nay hôm nay là nước đã đổ và lũ đã về, người dân ta làm đất không có kịp cho nên bây giờ nước rất là sâu, giờ đem máy vô chục tí cỏ không nè. Chưa chạy lúc nữa bánh luôn. Sừng lại cái sóng vỗ tới hơn sóng tàu chạy nữa.
Ao này muốn lúc bánh luôn, bánh trước. Xe ngang cái sóng nó quýnh vô trong này. Chim én quá cỡ chim én các bạn ơi, bay đen con ở trên bay này rất là lớn, nó bay